Xin chào tất cả các em học sinh. Rất vui khi được đồng hành cùng các em. Hôm nay thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn các em giải sách đại số và giải tích 11 nâng cao. Bài ngày hôm nay thầy sẽ gửi đến cho các em đó là bài thuộc chương giới hạn. Đó là bài số 6. Một vài quy tắc tìm giới hạn vô cực. Các định lý trong mục 3 bài 4 chỉ đúng đối với các giới hạn hữu hạn, không áp dụng được cho các giới hạn vô cực. Trong mục này, ta sẽ giới thiệu một số định lý liên quan đến giới hạn vô cực và hai quy tắc tìm giới hạn vô cực. Đó là định lý và các quy tắc này được áp dụng cho mọi trường hợp. Khi tiến tới x0, x0 cộng, x0 trừ, dương vô cùng và âm vô cùng. Có 5 trường hợp như thế. Tuy nhiên, để cho gọn, ta chỉ phát biểu cho trường hợp y tiến tới x0. Nếu lim trị f(x) khi y tiến tới x0 bằng dương vô cùng thì lim y tiến tới x0 của một phần như một phần của dương vô cùng, một phần của vô cùng thì ra là 0. Số 1 mà chia vô cùng thì ra là 0. Dễ dàng suy ra định lý trên từ định nghĩa giới hạn của hàm số. Ta đến quy tắc 1. Nếu lim f(x) khi tiến tới x0 bằng cộng trừ vô cùng, lim g(x) khi tiến tới x0 bằng l, thì chúng ta nhân lại ha. Dấu thì chúng ta nhân bình thường thôi, dấu của l, dương nhân dương thì ra dương. À, vô cùng nhân với số thì ra vô cùng nhé, vô cùng nhân số ra vô cùng. Mà cái số này phải khác không nhé, còn vô cùng nhân không thì chưa biết, được không? Âm nhân âm thì ra dương. Rồi ta để hiểu rõ hơn, ta sẽ đến ví dụ số 1. Này, gợi ý của đề sẽ là đặt x mũ 3 ra ngoài. À, lim x tiến tới âm vô cùng của 2x mũ 3 trừ x bình cộng 3x trừ 5. Thầy sẽ đặt x mũ 3 ra ngoài nhé. Ở đây còn là số 2. Ở đây còn là trừ 1 phần x. Ở đây còn là 3 phần x bình. Và đây là trừ 5 phần x mũ 3. Cái giới hạn này thì bằng 0. Giới hạn này bằng 0. Giới hạn này bằng 0. Lim của x mũ 3 khi x tiến tới âm vô cùng. Âm vô cùng mà mũ 3 thì ra âm vô cùng. À, âm vô cùng nhân 2 thì ra âm vô cùng. Đây. À, lim khi tính tới âm vô cùng của mũ 3 là âm vô cùng. Giới hạn này bằng 2. Âm vô cùng nhân 2 thì ra là âm vô cùng. Rồi tiếp theo. Tiếp theo để tính cho cái giới hạn này thì chúng ta tính giới hạn với mẫu trước nhé. Đi làm tính giới hạn với mẫu trước xong lấy một phần. Chúng ta có là lim khi tiến tới âm vô cùng của khúc này là âm vô cùng, bỏ trị vô thì ra dương vô cùng, được không? Một chia vô cùng thì ra là không. Được chưa? Rồi tiếp theo ta sẽ đến ví dụ số 2. Lim khi tiến tới âm vô cùng của 3x bình trừ 5x. Tình huống là x tiến tới âm vô cùng là x âm nhé. Với x âm ta có, ở đây đang là đặt nhân tử chung, đặt x bình làm nhân tử chung, trong ngoặc còn 3 trừ 5 phần x. À, căn bậc 2 của x bình là trị x, được không? Vì khi x tiến tới âm vô cùng, x tiến tới âm vô cùng nhé, được không? Khi x tiến tới âm vô cùng thì trị tuyệt đối của x cũng ra dương vô cùng, đúng không? Và lim của x căn này thì bằng căn 3 lớn 0. À, một số lớn 0 nhân với dương vô cùng thì ra dương vô cùng. Rồi tiếp tục ta sẽ đến H1. Cố gắng suy nghĩ rồi làm nhé. H1. Lim x tiến tới dương vô cùng. Lim x tiến tới dương vô cùng của căn bậc 3 x bình trừ 2 mũ 3. Chúng ta đặt cái mũ to nhất ra trước nhé. Bằng lim x tiến tới dương vô cùng căn bậc 3, viết lại nè. Đặt x mũ 3 ra, trong ngoặc còn là 1 phần x trừ 2, được không? Bằng lim x tiến tới dương vô cùng căn bậc 3 của x mũ 3 là còn x. Ở đây là căn bậc 3 của 1 phần x trừ 2, được không? Rồi, chúng ta có điều gì?
chúng ta có là liêm, khi ít tiến tới dương vô cùng của ít thì nó sẽ ra là dương vô cùng. Liêm ít tiến tới dương vô cùng căn bậc 3 1 phần ít trừ 2. Khi tiến tới dương vô cùng thì liêm của 1 phần ít thì ra 0. 0 trừ 2 là trừ 2, căn bậc 3 của trừ 2. Như bạn nói cái này không có nghĩa nhé, nhưng mà căn bậc 3, căn bậc lẻ thì vẫn có thể âm nhé. Thầy là âm. Như vậy là dương vô cùng nhân âm thì nó sẽ ra là âm vô cùng. Được không? Vì chúng ta đang giải thích ở dưới nha. Rồi tiếp tục tôi sẽ đến quy tắc số 2. Nếu liêm fx khi x tiến tới x0 bằng L, liêm gx khi x tiến tới x0 bằng 0, g lớn hơn 0 hoặc là g bé hơn 0 với mọi x thuộc g hiệu đi x0, trong đó g là một khoảng nào đó chứ x0, có nghĩa là liêm fx là L nhé, L chi cho một số gần 0, L chi cho một số gần 0 thì ta được cho trong bảng sau. Khi mà một cái số mà chia cho không, số mà chia giới hạn của số chia không thì sẽ ra là vô cùng, còn lại là chúng ta chia dấu thôi nha. Âm chia âm thì ra dương, âm chia dương thì ra âm. Rồi để hiểu rõ hơn thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với ví dụ số 3. Ví dụ 3 có nội dung như sau. Tính liêm khi tiến tới trừ 2. Chúng ta có liêm khi tiến tới trừ 2 của cái tử thì thay vô thôi nha. 2 nhân trừ 2 là trừ 4, cộng 1 là trừ 3, biến 0. Liêm ít tiến tới trừ 2 của mẫu thì nó bằng 0. Trừ 3 mà chia cho 0 thì ra kết quả là vô cùng. Vấn đề là âm hay dương vô cùng. Tử âm rồi, bây giờ là x cộng 2 tất cả bình thì luôn dương. Với mọi x khác trừ 2. Như vậy là âm mà chia cho dương thì ra âm vô cùng. Được chưa? Rồi, ta sẽ đến ví dụ số 4. Liêm ít tiến tới 2 cộng. Liêm ít tiến tới 2 cộng của biểu thức này thì chúng ta thế vô thôi. 2 bình lên là 4. 4 cộng 2 là 6. 6 trừ 2 là còn 4. Lớn 0. Liêm ít tiến tới 2 cộng thay vô. 2 trừ 2 là 0. Nhưng vì ít tiến tới 2 cộng cho nên ít lớn hơn. Ít lớn 2. X lớn 2 thì x trừ 2 sẽ lớn hơn, lớn 0. Như vậy dương chia dương thì ra. Đầu tiên là 4 chia 0 nè. 4 chia 0 thì ra là vô cùng. Nha. Dương chia dương thì ra. Dương vô cùng. Rồi chúng ta sẽ suy nghĩ để làm H2. Liêm khi tiến tới 2 trừ. Thầy đang tính giới hạn cho tử nhé. Thay vô thì ra là 4. Này là thay giống như thay số 2 vô thôi. 4 cộng cho 2 là 6. 6 trừ 2 là 4, được chưa? Rồi liêm khi tiến tới 2 trừ của cái mẫu, thay số 2 vô, 2 trừ 2 là 0. 4 chia 0 là ra vô cùng. Vấn đề là âm hay dương thôi. Chúng ta có điều gì? X tiến tới 2 trừ thì x sẽ như thế nào với số 2? Nhỏ 2. X nhỏ 2, ở đây x trừ 2 thì sao? X trừ 2 chuyển cộng 2 qua thành trừ 2 này sẽ nhỏ hơn, nhỏ 0. 4 này là lớn hơn, lớn 0. Vậy liêm khi tiến tới 2 trừ của x bình cộng x trừ 2 chỉ trừ 2 bằng 4 chia 0 thì ra vô cùng. Dương chia âm thì ra âm. Rồi ta cùng nhau đến với ví dụ số 5. Liêm khi x tiến tới âm vô cùng của hàm phân thức. Khi gặp hàm phân thức mà khi x tiến tới vô cùng nữa thì chúng ta sẽ chia tử và mẫu cho lũy thừa bậc cao nhất. Đó chính là x mũ, mũ 3. Chia nhé. Rồi chia. Chia cho x mũ 3 thì còn là số 2. Chia cho x mũ 3 là còn trừ 5 phần x. Chia x mũ 3 là 1 phần x mũ 3. Chia x mũ 3 là còn 1 phần x bình. Nó sẽ là 1 phần x. Chia cho x mũ 3 là còn trừ 1 phần x bình.
cộng cho 1 phần x mũ 3 để được cái giới hạn này. Tại vì chỗ này là 0, 0, 0. Chúng ta không thể nào ghi ở đây là gì? Đây là 0, 0 và 2. Chúng ta không thể nào ghi 2 chia 0 được. Cho nên chúng ta phải ghi rời nó ra. Nha, ghi rời nó ra như thế này. Lim khi tính tới âm vô cùng của nguyên cái khúc này là bằng 2 lớn 0. Lim khi tính âm vô cùng của nguyên cái khúc này là bằng 0. 2 chia 0 thì ra là vô cùng. Vấn đề là âm hay dương vô? Dương vô cùng. Được không? Vấn đề là âm hay dương vô cùng thôi. Muốn biết nó dương hay âm vô cùng thì cần phải chứng minh. Ở đây là 1 phần x trừ 1 phần x bình cộng 1 phần x mũ 3 đặt 1 phần x ra làm nhân tử chung. Trong ngoặc còn là 1 trừ cho 1 phần x cộng 1 phần x bình. Nó ghi là luôn biến không. Tại sao? Vấn đề là tại sao? Tại sao luôn biến không đây? Rồi ở đây là x năng sao? X nó biến không ha. X biến không thì chúng ta thay vô chỗ này nè là âm. Một phần số âm là âm. Được không? Thay vô chỗ này là âm trừ nữa là dương. Dương cộng dương cộng dương. Dương nhân âm thì ra âm. Được chưa? Như vậy kết quả của chúng ta sẽ là vô cùng. Dương chi âm thì ra âm vô cùng. Đúng không? Như vậy là bài lý thuyết ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau ở câu hỏi và bài tập nằm ở trang 163. Xin chào tất cả các bạn.